từ đâu đến đâu ạ? Tôi cũng xin thông qua tiêu chí chấm của vòng 1 cho tất cả mọi người cùng biết ạ. Trong vòng 1 chúng tôi sẽ có 6 bút để chấm chim. Trong đó chúng tôi sẽ có 3 bút để cho chim đề 3. Vâng ạ, đề 3 là như thế này ạ. Sau có 3 bút thì trong 3 bút đầu thì con chim có làm bất cứ vấn đề gì rẻ hay là những cái lỗi mà bị hạ thì anh em vẫn chưa hạ. Bởi vì chúng ta sẽ cho con chim 3 bút, còn chúng ta sẽ chấm 3 bút cuối đấy ạ. Nhưng mà không hát, đúng rồi, không chế thì anh em liên hệ.
Đấy là như vậy, chúng ta làm sao để vừa theo cái thời kỳ trong thời gian nó rất là khó. Cái con chim nhiều khi nó đang sung, cái chung lan nó đang di chuyển thì anh em cũng nên nhận cái chung đấy, mà chủ lại những cái chung không đấy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn câu lạc bộ Trà Nở của quý anh em tài trợ cho hội viên 500.000 đồng.